KCBOX xin chào các bạn Và bên cạnh mình đây là dòng loa KC950 nha Thiết kế cực kỳ to luôn, nặng luôn 85kg cho dòng loa 5 tấc 1 bát 50 8 loa trung, 4 loa chép Thiết kế kiểu dạng gập, lai ray thế này Công suất lớn, đánh ngoài trời cực kỳ đã Nếu mọi người đang quan tâm tìm cho mình một dòng loa mà thương hiệu tốt Thì có thể tham khảo dòng này Hai tay Miro như trên tay mình đây Của thương hiệu KCBOX Tiếng cực kỳ nhẹ, sáng, đẹp Nói chung thì điểm cộng, điểm trừ thì mỗi dòng loa đều có. Tuy nhiên thì trên dòng loa này điểm cộng nhiều hơn. Về thiết kế có điểm cộng này, thiết kế kiểu dạng gặp hầm hốt và đặc biệt là nơi xuất xứ, hàng nhập 100%, linh kiện phụ kiện đi theo thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng cũng như là cái chất âm của trên dòng loa này. Và thêm một cái nữa là chế độ bảo hành cực kỳ tốt, bảo hành 12 tháng, giao hàng tận nơi. Bao test 30 ngày lỗ đổi nhưng mọi người cứ yên tâm về chất lượng. Và nếu quan tâm dòng loa này liên hệ ngay bên mình nhé.